tại bờ bắc ngã ba sông Hồng, thuộc dải đất Vĩnh Ngọc, vùng đất thành An Dương xưa, hướng ra sông Hồng huyền thoại, ngàn năm bồi đắp cho đất Việt những tinh hoa văn hóa hội tụ và cây cầu Nhật Tân lung linh sắc màu. Một công trình kiến trúc độc đáo, một bản tình ca có 102 tại cửa ngõ thủ đô ra đời. Intracom Riverside nằm trong đồ án quy hoạch trục Nhật Tân Nội Bài, là trục động lực phát triển kinh tế quan trọng của thủ đô với các tỉnh thành phía Bắc và khu đô thị vệ tinh. Intracom Riverside sở hữu vị thế đắc địa mà không mấy dự án có được. Intracom Riverside nằm sát ngay trên cầu Nhật Tân, trên trục đường Võ Nguyên Giáp, con đường giao thông huyết mạch nối liền sân bay quốc tế Nội Bài, con đường rồng đuổi ngọc, xương sống là tuyến đường cao tốc từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố. Intracom Riverside là mảnh đất nằm trên đầu rồng với bên bồi của dòng sông Mẹ, mang đến khí vượng, tích tụ nhiều yếu tố cát tường cho gia chủ. Intracom Riverside được đánh giá là dự án tạo điểm nhấn đẹp nhất ngay tại cửa ngõ thành phố. Intracom Riverside là tổ hợp nhà ở kết hợp văn phòng gồm 3 tòa tháp kết nối với tổng thể hệ thống, trung tâm thương mại, khu vui chơi thể thao, không gian giải trí. Ở Intracom Riverside, sự hoàn hảo về thiết kế được xem là điểm nổi bật. Mọi thứ được tạo ra đều mang tính nhất quán, chất lọc. Lựa chọn vật liệu thân thiện, phù hợp với từng loại phòng. Tỷ lệ vàng trong tạo hình được ứng dụng để tạo ra không gian hài hòa. Những mảng sáng và màu sắc được tính toán kỹ lưỡng, mang đến cho bạn cảm giác thoải mái, tinh tế. Các căn hộ được thiết kế độc đáo, không bị che khuất tầm ngắm bởi các dự án cao tầng khác. Bốn phía đều hướng ra xa với phong cảnh tuyệt đẹp. Với không gian đó, tất cả căn hộ đều được đón nắng gió tự nhiên, mang đến vượng khí cho gia chủ. Bạn và gia đình có thể đắm chìm trong sự khoáng đãng của trời xanh, của dòng sông êm đềm, của những làn xe nối đuôi nhau không ngừng, hay ngắm nhìn những màn bắn pháo hoa tuyệt kỹ, những ánh đèn nhiều sắc màu của thủ đô. Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi ngày được sống trong tổ ấm của mình với Intracom Riverside để cùng nhau tận hưởng không gian sống trong lành. Buổi sáng ngập tràn ánh nắng ban mai, chiều đến thưởng thức tách cà phê, ngắm hoàng hôn buông xuống, hệ thống tiện ích đồng bộ và thương mại trong khu căn hộ vừa cung cấp dịch vụ cho cư dân nơi đây, vừa mang đến môi trường kinh doanh năng động. Bên cạnh đó, Intracom Riverside còn cung cấp những loại hình dịch vụ khác như siêu thị, phòng gym, spa, cà phê, khu vui chơi trẻ em, phòng khám đa khoa Phương Đông. Điểm nhấn độc đáo của dự án là hệ thống các trường công lập đồng bộ liền kề, từ mầm non đến trung học phổ thông, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho việc học tập của con trẻ. Intracom Riverside tự tin mang đến cho bạn và gia đình những giá trị sống đích thực, hạnh phúc bền lâu, hòa mình cùng thiên nhiên, bình yên bên tổ ấm Intracom Riverside.